các bạn điệu Bossa Nova, là một cái điệu Latin rất là quyến rũ nhé. Thì trước tiên xin mời các bạn nghe thử bài rất là phổ biến khi mà chúng ta đi làm tiệc, chúng ta hay dùng để hòa tấu, đó là bài Autum được đặt ở điệu Bossa Nova. Chúng ta tiến hành tập nha, sẽ đánh chậm.